Chào mừng bạn đến với podcast 5am, chuyên về sức khỏe, ăn thua và phong cách sống. Xin chào các bạn. Có một loại cây đặc biệt tốt cho sức khỏe. Với đại đa số chúng ta thì đó chỉ là loại cỏ ven đường. Với các chuyên gia thì đây là một loại thuốc quý. Để tôi miêu tả vài nét cho mọi người đoán thử đây là cây gì ha. Bạn ấy mọc thấp như là cỏ dại, có lá hình răng cưa, chỉ lên trời như là những cái mũi mát, hay với người Pháp thường miêu tả nó giống với hàm răng của sư tử. Giữa cái hàm răng sư tử đó là hoa vàng rực, nhìn giống với hoa cúc. Đến mùa sinh sản thì hoa sẽ biến thành những cái quả cầu trắng như tuyết. Khi thổi thì hạt nó sẽ bay bay theo gió. Nói đến đây chắc nhiều anh chị đã đoán được bạn ấy chính là... Đúng vậy, đó là bồ công anh. Về công dụng của bồ công anh thì nó rất là tốt cho gan, mật và cho xương khớp. Về dinh dưỡng thì bồ công anh rất là giàu vitamin A, vitamin C, canxi và sắt. Bồ công anh là loài hoa của mùa xuân, cho nên các nơi như là Việt Nam chúng ta hay là châu Âu vào tháng này sẽ dễ bắt gặp bồ công anh ở khắp nơi, có thể là công viên, có thể là vệ đường hoặc là ngay chính trong sân nhà mình. Lá bồ công anh thì có thể hái tươi rồi cho vào máy làm nước ép, xay sinh tố hoặc là chúng ta trộn salad. Hoa bồ công anh thì có loại vàng, có loại tím ha, thì chúng ta có thể cho vào nước để làm trà, rất là thơm. Cá nhân tôi thì vô cùng yêu thích vị đắng cũng như là dược tính của bồ công anh. Rồi, tôi vừa giới thiệu với các anh chị đôi nét về giá trị dinh dưỡng của bồ công anh. Cũng là về đề tài dinh dưỡng, thì tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để ăn thô không lo thiếu chất. Có lẽ đề tài này rất là nhiều bạn quan tâm khi mới chuyển sang chế độ ăn thô. Có một số hiểu lầm là chế độ ăn hoàn toàn từ thực vật sẽ khiến chúng ta thiếu hụt dinh dưỡng. Sự thật là chế độ ăn từ thực vật cung cấp hoàn toàn đầy đủ dinh dưỡng mà cơ thể cần. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, American Dietetic Association, một trong những cơ quan uy tín nhất của Mỹ, đã thừa nhận chế độ ăn không động vật cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho tất cả các giai đoạn, từ trẻ cho đến già, và tất cả mọi đối tượng như mẹ mang thai, thanh thiếu niên cũng như là các vận động viên thể thao. Trích dẫn về nguồn thông tin này tôi sẽ để bên dưới phần mô tả để các anh chị chúng ta cùng tham khảo ạ. Các chế độ ăn thực vật toàn phần bao gồm cả chế độ ăn thô thì được nghiên cứu là không có thiếu chất dinh dưỡng. Vậy thì chúng ta cần phải ăn những gì, tỷ lệ ra làm sao và làm cách nào để chúng ta biết mình đã đủ chất hay chưa? Từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước trong cộng đồng ăn thô và trải nghiệm của chính mình thì tôi xin đưa ra 3 lời khuyên để chúng ta tự tin ăn thô với đầy đủ dưỡng chất. Lời khuyên đầu tiên là công thức 80-20. Công thức này đã từng được chia sẻ trong video ăn thô ăn gì. Tuy nhiên hôm nay tôi xin chia sẻ kỹ hơn để các anh chị thực hành ăn thô nắm rõ và áp dụng hiệu quả. Các anh chị yên tâm là tôi sẽ hướng dẫn một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Như các anh chị đang thấy trên màn hình, công thức 80-20 trong ăn thô đó là 80% khẩu phần từ các loại thực vật sinh trưởng mạnh mẽ dưới ánh nắng mặt trời. 20% còn lại sẽ gồm các loại thực vật ăn được như là rong biển, rau mầm, rễ chồi, đậu, hoa, vỏ cây, nhựa cây, thân và nấm. Các thực vật trong nhóm 80 như là trái cây ngọt, rau ăn lá xanh và thực vật chứa chất béo chiếm ưu thế.
Về trái cây có vị ngọt thì chúng ta đều biết các loại như là chuối, xoài, táo, lê, đu đủ, chà là, nho, vân vân. Đối với trái cây ngọt thì chúng ta nên ưu tiên chọn loại có hạt, vì hầu hết các trái cây không hạt là thực vật lai tạo và làm biến đổi gen. Nếu được, chúng ta hãy chọn trái cây không có phun thuốc hoặc là trồng organic để chúng ta có thể ăn cả vỏ, đặc biệt là các loại quả như là táo, nho, kiwi, vân vân. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong trái cây ngọt hầu hết nằm ở vỏ và ở trong hạt. Về rau ăn lá thì bao gồm các loại như là xà lách, rau cải cho đến các loại thảo mộc, rau thơm, rau mùi. Các loại thực vật như là cỏ lúa mì, bồ công anh, cây tầm ma, tỏi gấu hay là các loại cây cỏ mọc hoang dại ăn được thì cũng thuộc về nhóm rau lá xanh. Nếu được, chúng ta hãy tham khảo về các loại rau mọc hoang dại mà ăn được các anh chị nhé. Chúng có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, tốt cho sức khỏe và có thể là hoàn toàn miễn phí. Điểm cần nhớ về các loại rau lá thì màu lá càng đậm thì hàm lượng dinh dưỡng càng cao và có tác động mạnh hơn lên cơ thể. Rau có vị càng đắng thì càng tốt cho gan, mật và tốt cho việc đẩy lùi ký sinh trùng. Những bạn bắt đầu ăn thô thì nên tập từ các loại rau màu xanh nhạt, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và sau đó chúng ta có thể tập dần cho đến khi ăn được những loại rau xanh đậm. Cách để chúng ta tiêu thụ rau xanh là cho vào nước ép hoặc là món salad trộn. Tốt hơn nữa là cho vào máy xay sinh tố. Về nhóm thực vật chứa chất béo, đại diện là quả bơ, quả ô liu, cùi dừa, sầu riêng, các loại hạt, seeds và các loại quả hạch, nuts. Nếu được, chúng ta nên ưu tiên ăn trái cây chứa chất béo như là quả bơ, sầu riêng hoặc là ô liu hơn. Còn về các loại hạt và quả hạch thì tốt hơn là chúng ta sẽ ăn các loại hạt, seeds, bởi vì thông thường quả hạch, nuts là loại khó tiêu hơn. Các loại hạt, seeds mà giàu chất dinh dưỡng bao gồm hạt chia, hạt bí ngô, hạt mè, hạt hướng dương, hạt lanh, vân vân. Một điều thú vị là hạt điều và hạnh nhân được tính là seeds, không phải là quả hạch, nuts. Chúng ta không nên dùng các loại hạt đã qua rang, luộc hoặc là tẩm gia vị. Nếu được, chúng ta hãy tìm những loại thô, chưa qua chế biến hay là raw. Tất cả các loại hạt, trừ hạt chia và hạt lanh, thì chúng ta cần nên ngâm qua nước vài giờ hoặc là ngâm qua đêm để hòa tan chất ức chế enzymes và khiến cho hạt dễ tiêu hóa hơn. Với ba nhóm thực vật này, trái cây ngọt, rau lá xanh và thực vật chứa chất béo, thì chúng ta đã có đủ 5 nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất, nước và chất xơ. Nên có sự cân bằng giữa ba nhóm thực vật này. Vì sao nên như vậy? Theo tìm hiểu thì chế độ ăn thô, chủ yếu với trái cây hay gọi là fruitarian, mà thiếu rau xanh và các loại thực vật chứa chất béo, sẽ dẫn đến các vấn đề như là khử khoáng, thiếu muối natri, canxi, thiếu vitamin B, vấn đề về thiếu axit béo omega 3 chuỗi dài, vân vân. Theo quan sát thì nhiều anh chị đang theo đuổi chế độ ăn fruitarian vẫn không bỏ qua vai trò của rau lá xanh và các loại hạt. Ngược lại, chế độ ăn chủ yếu với rau xanh mà thiếu trái cây ngọt và thực vật chất béo thì cũng sẽ dẫn đến mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng. Tương tự thì chế độ ăn chủ yếu là các loại hạt, quả hạch hay là quả chứa chất béo thì sẽ khiến chúng ta bị thừa calories, dẫn đến uể oải sau khi ăn và có thể là bị thừa cân. Cho nên tỷ lệ cân bằng giữa ba nhóm thực vật này nên là 1-1-1, giống như là tam giác được minh họa trên màn hình. Cân bằng 1-1-1 không có nghĩa là chúng ta ăn loại này nửa ký thì hai loại kia cũng ăn mỗi loại nửa ký à. 1-1-1 là tỷ lệ trọng lượng thô đã tách nước đi đó ạ. Ví dụ, rau ăn lá thì có tỷ lệ nước rất cao, cho nên khi chúng ta tách nước đi,
thì trọng lượng thô của rau rất là thấp. Ngược lại, thực vật có chứa chất béo như là các loại hạt thì có tỷ lệ nước thấp hơn nên trọng lượng thô sẽ cao hơn. Do đó, cách để cân bằng giữa ba nhóm này trong một bữa ăn thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái dĩa salad thông thường. Chiếm phần lớn trong cái dĩa salad ấy là khoảng 50% rau lá xanh, đúng không nào? Để cân bằng với rau lá xanh thì chúng ta sẽ có thể cho thêm một ít trái cây ngọt, khoảng 20%, và sau đó đến thực vật chứa chất béo là 10%. Đó, như vậy là chúng ta đã có 80% với tỷ lệ 1:1 từ ba nhóm sinh trưởng mạnh mẽ dưới ánh nắng mặt trời. 20% còn lại của dĩa salad có thể là bất cứ loại nào trong các loại thực vật ăn được khác như là rau mầm, rong biển, bột tảo, vân vân. Rất là dễ hiểu đúng không nào? Tương tự với món sinh tố thì chúng ta cũng áp dụng tỷ lệ này trong việc xay sinh tố. 1/2 dung tích máy xay sẽ là dành cho rau lá xanh, tiếp đến là trái cây, rồi thêm một ít các loại hạt hoặc là quả bơ, rồi thêm những cái loại thực vật khác mà chúng ta thích. Thông thường các cái món ăn có cái tỷ lệ 1:1 này thì rất là ngon và đủ chất. Chỉ sau một cái bữa ăn như thế, chúng ta sẽ lập tức thấy nhẹ nhàng, cảm thấy rất là đầy đủ. Một cái tiết lộ khác cho công thức 1:1 này là với những anh chị ăn thô không toàn phần hoặc là ăn thô với tỷ lệ thấp thì chúng ta vẫn có thể khỏe mạnh và đủ chất. Có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng tỷ lệ 1:1 dành cho rau, cho trái cây và chất béo từ động vật như là chất béo từ cá chẳng hạn. Những ích lợi tìm thấy từ ba nhóm thực vật sinh trưởng mạnh mẽ dưới ánh nắng đó là trái cây ngọt thì giúp chúng ta có vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng mọng và tinh thần luôn sảng khoái vui vẻ. Sự có mặt của rau lá xanh thì giúp chúng ta giảm tốc độ hấp thu đường từ trái cây, giúp gan, thận, mạch máu của chúng ta sạch hơn, khung xương dẻo dai hơn và chúng ta sẽ có một tinh thần vững vàng và điềm tĩnh hơn. Thực vật chứa chất béo thì sẽ giúp chúng ta tăng năng lượng và giúp cho chúng ta có một cơ thể cực kỳ săn chắc. Các anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn về công thức 80-20 và tỷ lệ 1:1 trong quyển sách Chế độ ánh dương của David Wolf. Về vai trò của rau lá xanh trong chế độ ăn thô thì chúng ta có thể tìm hiểu qua quyển Dinh dưỡng xanh của Victoria Botenko. Về tổng hòa của ba nhóm thực vật này cũng được gợi ý trong các quyển sách của Marcus Grokens mà chúng tôi đã để link tải sách miễn phí bên dưới video đó ạ. Lời khuyên thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là hãy ăn đa dạng màu sắc của các loại thực vật. Theo các nghiên cứu thì chất dinh dưỡng tự nhiên tập trung nhiều ở cái lớp vỏ tạo màu sắc thực vật, hay còn gọi là phytonutrients. Màu sắc của thực vật ngoài cái việc mang lại hương thơm và mùi vị thì còn có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe. Ví dụ như là các loại rau củ có màu trắng thì có chứa allicin rất là tốt cho việc duy trì huyết áp. Nhóm thực vật có màu vàng cam thì có chứa nhiều beta-carotene, hỗ trợ rất là tốt cho mắt. Các nhóm màu tím hay là màu xanh dương đậm thì hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe tim mạch. Các loại rau củ quả màu đỏ thì có chứa lycopene, rất là tốt cho sự phát triển của tế bào cũng như là sự trẻ hóa của cơ thể. Những loại thực vật màu xanh lá thì có chứa lutein, rất là tốt cho tim cũng như là tăng cường chức năng của mắt. Không nhất thiết mỗi bữa chúng ta đều ăn đầy đủ tất cả các màu sắc, miễn là chúng ta biết cách phối hợp và thay đổi luân phiên. Một lưu ý khi mà chúng ta ăn đa dạng màu sắc các loại thực vật là hãy ăn thực vật theo mùa ở địa phương mà mình đang sinh sống. Điều này sẽ giúp chúng ta thích nghi khí hậu địa phương tốt hơn và tránh các loại trái cây rau củ chứa chất bảo quản được vận chuyển từ nơi xa. Có một câu hỏi là làm thế nào để chúng ta biết mình đã ăn thô đủ chất? Xin chia sẻ với các anh chị về các biểu hiện thiếu hụt chất dinh dưỡng thường gặp
kể cả trong các chế độ ăn thông thường, đó là vấn đề về cân nặng, làn da, mái tóc, răng, móng, về cảm xúc, về mức độ tập trung của trí óc, vân vân, giống như là những biểu hiện mà tôi đã ghi ở trên màn hình. Trong quá trình ăn thô, chúng ta sẽ có thể lầm lẫn giữa khủng hoảng chữa lành và ăn thô thiếu chất. Khủng hoảng chữa lành là giai đoạn cơ thể chúng ta chưa đáp ứng với chế độ ăn mới. Để tìm hiểu về khủng hoảng chữa lành, các anh chị có thể nhấn góc bên phải màn hình để chúng ta đến cái đường link về video này ạ. Các anh chị nào đã ăn thô đủ lâu mà muốn biết chính xác mình có đủ chất hay không thì chúng ta có thể làm các xét nghiệm máu để kiểm tra. Ngoài việc xét nghiệm máu thì cá nhân tôi cũng tự kiểm tra bản thân đủ chất hay chưa thông qua những cái biểu hiện sức khỏe về thể chất, tinh thần mỗi ngày. Sau một bữa ăn thô đủ chất thì cơ thể của chúng ta sẽ luôn phát tín hiệu dừng nạp thêm thực phẩm. Do đó chúng ta sẽ không có gặp những cái biểu hiện thèm ăn hay là ăn vặt. Chế độ ăn thô đủ chất sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta luôn vui vẻ, tỉnh táo, có thể quay lại công việc ngay sau bữa ăn và mức độ tập trung rất là tốt. Ngoài ra, những cái biểu hiện cơ thể đủ chất đó là khả năng cân bằng cảm xúc, suy nghĩ một cách tích cực. Biểu hiện nữa là về chất lượng của giấc ngủ. Chúng ta sẽ ngủ rất là ngon, dù ngủ ít vẫn khỏe, thức dậy với một cái tinh thần rất là tuyệt vời. Biểu hiện khác là về cường độ vận động của chúng ta mỗi ngày, về những cái biểu hiện thay đổi ở trên gương mặt. Đây là những cái khung sườn mà các anh chị có thể tham khảo và tự đối chiếu với sức khỏe của mình trong quá trình ăn thô. Tóm gọn, để ăn thô một cách hiệu quả và đủ chất thì chúng ta nên kết hợp đầy đủ trái cây ngọt, rau lá xanh và thực vật chứa chất béo. Đây chính là lời khuyên đầu tiên. Lời khuyên tiếp theo là ăn đa dạng các màu sắc cũng như là các nhóm thực vật ăn được khác ngoài ba nhóm sinh trưởng mạnh mẽ dưới ánh nắng. Lời khuyên thứ ba là chúng ta hãy luôn quan sát và lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Đây là cách tốt nhất để chúng ta biết mình đã đủ chất hay chưa. Hy vọng với ba lời khuyên ngày hôm nay đã giúp các anh chị có những bữa ăn ngon và đủ chất cùng với niềm tin và sự vui vẻ thoải mái khi ăn thô. Bên cạnh đó, không quên nhắc các anh chị về 6 mảnh ghép sức khỏe bên cạnh chế độ ăn thô. Đó là việc nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục, giữ tinh thần vui vẻ lạc quan, kết nối thường xuyên với âm thanh thiên nhiên, kết nối với ánh nắng, không khí sạch. Cuối cùng là chúng ta luôn học tập kiến thức để phát triển bản thân và khỏe mạnh một cách toàn diện. Podcast ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp các anh chị vào tuần sau với chủ đề rất cần thiết và hữu ích. Nếu các anh chị thích, đừng quên nhấn like, share và theo dõi để nhận thông báo cho những video tiếp theo. Cuối cùng, xin chúc tất cả chúng ta trong tim có dũng khí, trong mắt có ánh mặt trời, luôn khát khao tri thức và luôn bình an. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.